Hội khuyến học huyện Ngọc Lặc trao 21 suất quà, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023. Những phần quà ý nghĩa này nhằm giúp các em học sinh có thêm nghị lực, ý chí vượt qua mọi khó khăn để tạo dựng cho mình một tương lai tốt đẹp. Hội khuyến học huyện mong rằng các em cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự đồng hành của các thầy cô giáo, gia đình và xã hội nói chung, để tiếp tục nỗ lực cố gắng, ra sức học tập thật tốt, trang bị cho mình những hành trang tri thức, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước, đáp lại sự quan tâm, niềm tin yêu và sự kỳ vọng của nhà trường, gia đình và xã hội.